tôm nó mắc lại khủng lắm mọi người. Để nhờ hai anh mới kéo lại, kéo mới lên nè. Anh mới kéo, hiện tại cũng đang kéo rồi. Giờ mắc lại trong đêm luôn. Cái chỗ này là lý do gì là nó bị ngay cái đường mương á. Trời ơi, ở đây chiếc nào mọi người, ngay cái ánh đèn này. Vì sáng mới gõ nè. Đây là toàn cảnh là cái máy cứu gom nó bị mắc lầy nha. Bên kia hai anh nó kéo luôn, mắc lầy kinh khủng luôn, mất tiêu cái máy luôn rồi mọi người ơi. Bây giờ mình chỉ đứng được một hướng quay thôi nha. Đó, ở trên đó thì hai anh mới kéo là hỗ trợ cái máy cứu gom này lên. Bữa này quay trong đêm luôn. À, bù hâm ông nội ơi. Này chắc có thầy chịu giờ hết ta. Anh kéo đi lại. Lúc ta đi là ta thấy rồi. Thấy nó mới hì hì chỗ này hơi à. Ta tính nó chút xíu nó lên nè. Có cái đèn này quay ban đêm ngon. Còn sáng luôn đó. Cái đèn không, cái đèn không là 200 á. Đèn dưới cục hơn 200 là có cục dưới chim. Quá trời bù không rồi. Giờ cái cá con quay vậy đó thì nó đi. Bây giờ máy ảnh hiện tại đang móc rồi. Kìa có cái đèn lát đi kìa. Giờ mấy anh đang hết trình ra. Hai cây đi lên. Hai cây đi lên đi rồi. Quá khứ rồi. Đây anh nó kéo một đoạn đứng đây rồi, đợi nó lúa rồi. Cầm vô máy tắt máy cái. Đi. Rồi bây giờ bắt đầu kéo nha. Rồi anh đang đẩy rồi. Trời ơi. Qua trà lông mà tình diện luôn, lên kia thành mới hai mới kéo luôn. Dứt dứt lên lên đó, lên lên luôn. Lên rồi, lên rồi. Đây nè, đây nè. Gọi đèn không thấy. Thấy nè. Trời ơi. Cái mình của ổng kìa ông nội ơi. Cái lỗ này là để ra qua cái lỗ kìa. Nè, cái lỗ này khủng khiếp chưa. Còn ngoài kia nữa, ngoài kia kìa, một máy mà nằm ở đó nữa kìa. Nè cái lỗ nè mọi người, hết có biết. Rồi, đem ba máy ra kéo cái máy nó lên. Đó, mà giờ ảnh lên lên được rồi nha. Rồi, nó lúng ra trên đầu ra như thế này. Để họ lúng nước ra. Rồi, ra ngoài quay tiếp luôn mà đi rồi. Giờ tiếp tục đến cái máy cuốn gom thứ hai. Giờ mà anh cũng đang móc đây. Chiều ông đi chợ tôi có ai nói đi mua ngoại không, thấy để gấp vậy? Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi! Đâu rồi? Đem xuống dưới rồi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Giấc này có mình mấy với anh kìa, trời ơi trời.
Sáng chưa ăn gì chân, móc hai xe này bệnh luôn. Không hiểu rồi. Đi không thường đúng nữa. Không có máy này nhẹ hơn mấy kia nè. Chạy vòng đường bên kia là mà kéo hai máy là kéo có một lên đó. Trời ơi, đang quay mà thọt tay kéo quần lên đó trời. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Ghê không? Quay thấy ớt không? Quá trời. Anh máy này nãy thoát lầy nha mọi người. Qua đây giải cứu cái máy cứu gồm thứ hai. Máy này bị lỗi mọi người. Rồi kéo một lần ba máy nữa. Đi hai máy. Lên. Hai máy đừng chưa. Đó lên đây anh. Dứt. Rồi. Rồi đứng xích luôn. Ôi trời. Đứng chi xích luôn. Đứng thay ruột ta. Đứng chi xích luôn mọi người. Thì một cây máy kéo vô cho nó cắt đằng kia. Chạy cái máy kia vô luôn. Còn mấy kéo nữa hả? Anh này anh chạy đâu rồi? Chạy qua cho kéo lùi đó mọi người. Thank you.
giải cứu thành công hai mấy con ngơm luôn. Lên rồi, thành công, thành công. Mày đủ yên kìa. Không muốn ai muốn tôi mất tình kia tôi nha. Rồi, máy đã lên hết rồi ngon rồi. Rồi xong giải cứu thành công rồi. Mình cũng kết thúc video luôn. Rồi trời nó hơi tối thì mọi người xem thông cảm cho mình chứ nha. Đây phải nhờ anh mới kéo mấy cuốn gom ở chợ cho mấy cuốn gom này lên đó. Giờ anh mở chết rồi, thành công hết rồi. Thôi thì mình cũng chưa ráng một kết thúc video đây luôn. Bây giờ mà anh di chuyển vô nha, quá trời đạo. Ủa?